Bây giờ cô sẽ đưa ra một số ví dụ về tin nhắn của một số bạn đã viết nhé. 5 giờ chiều, 19 tháng 4 năm 2020. Bố mẹ ơi, bà đến nhà chơi. Bà đợi mãi mà bố mẹ chưa về. Bà đưa con đi chơi. Khoảng 7 giờ bà đưa con về ạ. Con của bố mẹ, Lan. Theo các con, khi các con đọc tin nhắn này, các con thấy nội dung tin nhắn gồm có những phần nào? À, rất dễ dàng để chúng mình nhìn thấy. Thứ nhất, đó là thời gian, thời điểm mà bạn nó viết tin nhắn cho bố mẹ. Thứ hai, đó là bạn viết tin nhắn cho ai thì bạn sẽ thể hiện tiếp theo, đó là bạn viết cho bố mẹ. Tiếp đến, bạn sẽ viết nội dung của tin nhắn mà bạn muốn nhắn nhủ với bố mẹ. Đó là gì? Bà đến nhà và đưa bạn đi chơi. Nhưng mà bà chờ mãi, bố mẹ chưa về nên là bà đã đưa bạn đi. Chưa cần phải bố mẹ về để gặp bà. Và sau đó, đó là gì? Bạn ấy nhắn lại với bố mẹ là khoảng 7 giờ tối bà sẽ đưa bạn ấy về nhà. Và cuối cùng đó chính là người viết tin nhắn ở đây là ai thì sẽ kết ở cuối tin nhắn. Vì sao bạn nhỏ lại phải viết tin nhắn cho bố mẹ nhỉ? À, bởi vì nếu như bạn không viết tin nhắn cho bố mẹ, khi bố mẹ về không thấy bạn ở nhà, không biết là con mình đi đâu thì bố mẹ sẽ rất là lo lắng, thậm chí hoảng loạn, phải đi tìm bạn vì sợ bạn bị bắt cóc hoặc là mất tích, đúng không?